Ồ, vãi cửa, lại bay vào. Đấy. Phải. Đường chiến nó chuẩn bị nào ra này. Triang nó hôm nay gọi lắm chứ nhỉ? Đang gọi. Gọi. Ngày thế nào chạy mồi vô đi. Ôi xa, ăn luôn nhá. Đan hàng. Cảm ơn mọi người xem clip của Bộ Khánh Linh. Ít con.